trọng kính chào khán giả của VTV, xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ năm 20 tháng 5 năm 2021 nghìn hai Thưa quý vị sáng ngày hôm nay tổng thống Joe Biden đã ký ban hành đạo luật chống thù ghét người gốc Á liên quan đến vụ đại dịch Covid 19 chín. Trong phòng mà bầu dục tại cốc khí nghị dự luật này có phó tổng thống Kamala Harris và một số vị dân cử, đặc biệt là có ba vị dân cử là Sammy Duckwood là cái người ngồi trên xe lăn đó thưa quý vị là bà thượng nghị sĩ của tiểu bang uh, Illinois. À, chúng ta thấy có bên trái đứng là thượng nghị sĩ uh, Plumento uh, Richard Plumento tiểu bang Rich uh, Connecticut, phó tổng thống Kamala Harris dân biểu uh, uh, um, Kenny Chu của uh, tiểu bang California, rồi dân biểu resmen Mão đỏ là cái người tác giả dự luật này ở hạ viện. À, người mặc người đứng bên phải cùng thì tôi không biết là ai tôi không rõ là người phụ nữ mặc áo xanh là nữ thượng nghị sĩ Menji Horino của tiểu bang Hawaii và cũng là tác giả đồng tác giả dự luật này luôn thì à, thưa quý vị à, phó tổng thống Kamala Harris cho biết à, bà là người phụ nữ gốc Á đầu tiên giữ chức vụ phó tổng thống mở đầu buổi lễ à, cảm ơn các nhà lập pháp làm việc à, để mà thông qua đạo luật này bà nói rằng xin gửi lời cảm ơn tới các thành viên quốc hội ở cả hai đảng quý vị đã giúp chúng tôi thông qua luật này nhờ quý vị lịch sử nước mỹ sẽ ghi nhớ đến ngày này và thời điểm này khi đất nước chúng ta lên tiếng và hành động nhằm chống lại sự thù ghét chủng tộc à, như vậy là mà, những, theo cái luật này thì chúng ta biết rồi đó à, lên án cái việc mà thù ghét người châu á ở mỹ đồng thời yêu cầu bộ tư pháp đẩy nhanh xem xét những vụ à, tội ác thù ghét có thể liên quan COVID-19 và đồng thời yêu cầu Bộ Y tế cũng như Bộ Tư pháp ra hướng dẫn nâng cao nhận thức đối với tội ác thù ghét trong đại dịch COVID-19 và phối hợp các cơ quan khác để mở mục báo cáo tội ác thù ghét trên mạng. Ngoài ra, luật này cũng uh, cho phép Bộ Tư pháp bổ nhiệm một người phụ trách xem xét các vụ thù ghét chủng tộc, báo cáo cho các cơ quan công lực và cung cấp thêm hướng dẫn cho các tiểu bang và địa phương tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc báo cáo tội ác liên quan đến thù ghét người châu Á. Chúng ta biết là dự luật này ban đầu được Thượng viện à, thông qua với tỷ lệ phiếu là 94 thuận chỉ một chống mà thôi một phiếu chống của Thượng nghị sĩ George Hawkey của tiểu bang Missouri, người Đảng Cộng Hòa và được thông qua ngày 2 tháng 4. Và hôm thứ Ba vừa rồi thì à, Hạ viện đã thông qua với tỷ lệ là 364 phiếu thuận và 62 phiếu chống, tất cả 62 phiếu chống đều là người của Đảng Cộng Hòa. Liên quan đến cái chuyện ngày hôm qua, Hạ viện Hoa Kỳ thông qua cái dự luật thành lập ủy ban điều tra vụ bà tấn công quốc hội ngày 6 tháng riêng thì chúng ta biết rồi à, những người chống là bên cộng hòa là đa số thì một trong người chống mạnh mẽ nhất đó là, là dân biểu kề bên McCarthy trưởng khối thiểu số của đảng cộng hòa tại hạ viện và ông cũng là người đại diện từ bang California thì ngày hôm nay ông nói ông sẵn sàng ra khai điều trần à, với một cái ủy ban khác độc lập chứ không phải ủy ban này khi được hỏi là liệu ông có ra khai hay không về cái buổi cái cú điện thoại ông nói chuyện với ông Trump vào ngày 6 tháng riêng trong lúc quốc hội đang bị thiết công tấn công thì ông nói chắc chắn rồi chắc chắn tôi sẽ khai và ông cũng nhân dịp này đã chỉ trích cái ủy ban này gọi là ủy ban Pelosi tức là Pelosi Commission một ngày sau khi hạ viện thông qua cái chuyện này và ông nói là ở vấn đề này đã bị chính trị hóa ông cũng nói rằng là bà Pelosi đã là mất thời gian quá ông nói tại cuộc họp báo sáng nay là khi mà vào ngày 13 tháng Giêng, ông có hỏi bà Pelosi nên thành lập ủy ban này không thì bà phải mất tới 4 tháng và để gọi là dùng chính trị hóa cái chuyện này trong 4 tháng và bây giờ mới thực hiện à, và ông nói rằng cái đó là tốn kém thời gian và đó là lý do tại sao mà ông đổi ý ông không ủng hộ nữa à, và ông cũng đã chỉ trích đây là cái ủy ban Pelosi và làm việc và chủ yếu là về mặt chính trị cũng liên quan đến ủy ban này thì thưa quý vị chúng ta biết là trong những ngày tới nó sẽ được đưa qua à, cái cái uh, dự luật này xin lỗi quý vị trong những ngày tới sẽ được đưa qua thượng viện để bỏ phiếu thì bên Thượng Viện bây giờ có 50 người đảng Dân Chủ Họ cần phải có 10 phiếu Cộng Hòa nữa Thì mới được thông qua để mà ngăn chặn Cái tình trạng filibuster Buster đem ra bỏ phiếu Thì à, chưa biết những ai sẽ à, bỏ phiếu ủng hộ chuyện này bên đảng Cộng Hòa Bởi vì bên à, Dân Chủ cần 10 người nữa Thì à, trong số 7 người mà trước đây bỏ phiếu kết tội ông Trump thì bây giờ không biết những người này sẽ ra sao Nhưng mà trong những người này thì sáng nay có thượng sự sĩ Richard Burr Của đảng Cộng Hòa, thì bán North Carolina Ông tuyên bố ông chống lại cái chuyện này ông cũng giống như ông Miss McConnell nói rằng đã có nhiều cái ủy ban, nhiều cái cơ quan đang điều tra vụ này và đã có nhiều người bị bắt như thế là đủ rồi. ông nói là tôi nghĩ là không cần thiết phải à, lập ra thêm một ủy ban này nữa. À, ông Richard Burr cũng là cái người mà năm 2002 sẽ không ra tái tranh cử và như vậy ông là thượng nghị sĩ cộng hòa đầu tiên bày tỏ quan điểm về chuyện này. còn sáu người còn lại trong số 7 người bỏ phiếu à, kết tội ông Trump vào ngày 13 tháng 2 thì cho đến nay À, chưa thấy ai à, lên tiếng à, ví dụ người ta hỏi ông thượng nghị sĩ Ben Sassi của tiểu bang Nebraska cũng như ông Pat Tommy của Pennsylvania và bà Lisa sư Alaska thì ba người này chưa cho biết riêng bà Susan Collins à, của tiểu bang Maine và Mitch Romney tiểu bang Utah thì à, đang đề nghị phải có một số thay đổi trong cái dự luật này à, chẳng hạn như là ai sẽ được mướn làm nhân viên trong cái ủy ban này còn thượng nghị sĩ Bill Cassidy của đảng Cộng hòa của tiểu bang Louisiana thì ông cho biết là ông sẽ uh, bỏ phiếu ủng hộ cái dự luật này uh, thì đó là cái tình hình uh, như vậy và trong tuần tới theo dự trù ông Chuck summer trưởng khối đa số của thượng viện đảng Dân chủ sẽ đưa cái dự luật này ra để mà bỏ phiếu cũng uh, sáng ngày hôm nay thì tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích 35 vị dân biểu cộng hòa mà ngày hôm qua bỏ phiếu ủng hộ thành lập ủy ban điều tra vụ tấn công à, tòa nhà quốc hội thì à, trong này ông donald trump đã nói rằng những người này là những người muốn đi ngược trở lại và đây là những người yếu kém à, không thể làm được gì cả và ông cũng chỉ trích luôn à, những cái người mà trước đây đã bỏ phiếu kết à, tội ông à, trong đó chẳng hạn như ông nói đến ông mitt romney ông ben sachsie và bà Liz Cheney đó là ba cái người mà trước đây đã bỏ phiếu luận tội ông Trump trong cái vụ tấn công này và ông nói là không may là chúng ta có những cái cuộc bỏ phiếu mà sẽ gây ra hậu quả và cử tri hiểu cái điều đó à, đó là cái chuyện đó mà chúng ta biết là ngày 6 tháng giêng ông Trump bị uh, tố cáo là đã xúi dục à, uh, bạo động cái uh, vụ tấn công này làm cho năm người thiệt mạng sáng ngày hôm nay có một tin vui là bên phía Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn sau 11 ngày xung đột tại Gaza thì ngay thời điểm mà tôi đang nói chuyện với là làm chương trình quý vị thì hiện nay bên ga Trung Đông là ngày thứ sáu và họ đã bắt đầu ngừng bắn vô điều kiện cho cả hai bên kể từ 2 giờ sáng tới bây giờ bên đó là 2 giờ sáng rồi. Thì cái tin này kết quả có được là do Hội đồng An ninh của Israel cho biết đã bỏ phiếu ủng hộ việc ngừng bắn ở Gaza từ cả hai phía và vô điều kiện theo đề nghị hòa giải của Ai Cập. Nhưng họ nói thêm rằng thời điểm thực thi vẫn chưa được thống nhất thì bây giờ coi như thống nhất là 2 giờ sáng. Uh, diễn biến này xảy ra sau khi Tổng thống Joe Biden cũng đã gây áp lực với Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel yêu cầu ông này làm giảm cường độ uh, xung đột uh, trong lúc có Ai Cập, Qatar và Liên Hợp Quốc để làm trung gian đề nghị hòa giải. Và như vậy là một giới chức của Hamas nói với Reuters rằng lệnh ngừng bắn sẽ được thực hiện từ cả hai phía và cùng lúc. Uh, thì thưa quý vị, trong 11 ngày qua, giao tranh giữa hai bên đã làm cho hơn 230 người bị thiệt mạng. Trong đó bao gồm có ít nhất là 60 năm trẻ em và 39 người nữ phụ nữ và gần 2.000 người bị thương mà đa số những người là người Palestine thì đó là cái tình hình rất là khả quan cho cái vấn đề ở Trung Đông ở bên Nhật chủ nhật vừa rồi xảy ra một chuyện không thể tin nổi một tài xế xe lửa siêu tốc mắc tiểu bỏ cái buồng lái 3 phút đồng hồ đi vô restroom để cho một ông tài xế khác không có bằng điều khiển chạy chiếc xe điện trong lúc đó là tốc độ 150 cây số một giờ. Cả hai người đều 36 tuổi, ông kia là coi như lái phụ Nhưng mà ông kia lại không có bằng để lái. Thì à, đây là lần đầu tiên xảy ra cái chuyện này của trên cái tuyến đường đi à, từ Tokyo đi Osaka và xảy ra vào 8 giờ 15 phút sáng thứ bảy và bây giờ người ta phát hiện ra à, cái người tài xế của công ty Shinkansen và người này và cái người phụ tài xế phụ đã nhận trách nhiệm và nói sẵn sàng nhận cái sự trừng phạt của công ty. À, theo công ty cho biết thì à, cái à, đường xe lửa này gọi là Tokaido Shinkansen Line đi từ Tokyo đến Osaka và đây là lần đầu tiên có trường hợp một tài xế bỏ ra khỏi cái phòng lái trong lúc có hành khách trên đó. Và số hành khách trên đó người ta ước tính là khoảng hơn 160 người. À công ty này cho biết hồi năm 2001 cũng đã xảy ra các vụ như vậy nhưng mà lúc đó ở trên xe là không có uh, hành khách thì công ty này cũng đã xin lỗi người dân Nhật Bản và họ nói là họ sẽ hành động thích đáng với người tài xế này cũng như người tài xế phụ thưa quý vị 150 cây số một giờ xe chạy mà không có người điều khiển người điều khiển thì lại không có bằng à. trở lại với biển Đông tình hình tiếp tục căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc à cách đây 2 ngày thì à, thưa quý vị khu trục hạm Curtis Wilbur của Mỹ đã đi vào eo biển Đài Loan và trung quốc đã phản đối cho rằng là khiêu khích và vi phạm chủ quyền trung quốc bên phía hải quân mỹ nói rằng chúng tôi thực hiện quyền tự do hải hành và đây là lần thứ năm kể từ ngày ông biden lên làm tổng thống mỹ cho tàu đi vào eo biển đài loan điều một cái tần suất rất là cao bởi vì trung bình một năm mỹ cho tàu đi vào là hai lần mà thôi Ở dưới thời ông trump thì có cái năm cuối nữa tôi nhớ không làm đi vào ba lần nhưng mà ông biden bây giờ mới có tháng năm thôi mới có bốn tháng lên chấp tránh mà cho đi vào năm lần chưa hết nữa, sáng ngày hôm nay cái khu trục hạm này đi vào khoảng quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm của Việt Nam năm 1974. Và đương nhiên ngay lập tức là Trung Quốc phản đối. Thì Hoa Kỳ cũng phản đối lại, nói đây là chúng tôi đi để thực hiện tự do hải hành, đi vào cái vùng khu vực gần quần đảo Hoàng Sa mà do Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam tranh chấp bên phía mỹ nói rằng là cả việt nam trung quốc và đài loan đều đưa ra những luật giới hạn tàu đi vào khu vực là một cách vô lý và không hợp lệ à, bên phía mỹ còn nói nữa là cái này đúng là những cái mà trung quốc thường hay tuyên bố chủ quyền ở các vùng khác ở trên biển đông à, trước đây thì à, trong thời gian gần đây mỹ cũng đã cho tàu đi qua cái vùng đảo hoàng sa này hai lần và qua trường sa một lần thì điều này nó cho thấy rằng là à, cái cái quan, hệ, cái quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn còn căng thẳng Và Biển Đông vẫn có thể là các nơi uh, gọi là nóng bỏng của uh, thế giới uh, Và cuối cùng là thưa quý vị Sáng ngày hôm nay cái uh, hội nghị uh, Shangri-La uh, về vấn đề quốc phòng uh, Theo hàng năm chủ trù tổ chức tại khách sạn Shangri-La Singapore Năm nay dự trù từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 6 uh, Với các bộ trưởng quốc phòng của các quốc gia Đông Nam Á cũng như uh, các quốc gia lớn ở trên thế giới nhưng mà sáng nay uh, bên Singapore cho biết là họ đã hủy với lý do là, là covid 19 thành ra là coi như là ở uh, một số vị bộ trưởng quốc phòng lần đầu tiên uh, Đáng lý đến đây uh, tham dự thì bây giờ coi như là uh, lỡ cơ hội ví dụ như bên phía Việt Nam thì có ông Phan Văn Giang mới lên bộ trưởng quốc phòng đáng lẽ là đi kỳ này phó hội và có thể là gặp ông uh, Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ cũng lần đầu tiên đi tham dự hội nghị này luôn. Nhưng mà coi như bây giờ là hai người này là uh, bị uh, lỡ cơ hội. Thì đó là những tin đáng chú ý trong phần, MV, uh, trong phần điểm tin trong ngày gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Theo dõi chương trình, chúng tôi xin hẹn ghi vào chương trình kỳ sau.